Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở đầu video quý vị các bạn cũng đã nhìn thấy cái hình ảnh. Thì cái hình ảnh đó tôi cho rằng là một cái hình ảnh rất vui đến với Nhơn Trạch. Thì đó là hình ảnh về cái gì? Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn để các bạn nắm được. Đó là hình ảnh đơn vị tổ chức sự kiện đang dựng lều bạt và khán đài để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc khu đất 5,6 hectare tại khu tái định cư xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây, khu đất tôi đang chấm này. Đó. Thì nghe mong manh được một số thông tin thì đâu đó là ngày 31 tháng 5 này, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch sẽ tổ chức lễ khởi công công trình dự án nhà ở xã hội trên lô đất chung cư 5,61 hecta. Thì đây là cái khu đất đó đây. Thì cái dự án này ấy được đầu tư, thì đây bây giờ là cái thông tin về cái dự án đó đây. Thì dự án đó đã được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 1 tháng 8 năm 2023 tại quyết định số 1810 QĐ UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Căn cứ các điều luật thì cái quyết định, nội dung quyết định rằng điều 1 chấp thuận chủ trương đầu tư khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 5,61 hectare tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau đây. Hình thức thì lựa chọn nhà thầu đầu tư này. Thì cái quyết định này có ở, tôi sẽ để ở cái đường link ở phía dưới video này. Thì tên dự án đầu tư là khu chung cư nhà ở xã hội khu đất 5,61 ha tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Quy mô dự án diện tích khoảng 56.136 m2, đáp ứng quy mô dân số khoảng 5.600 người. Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến thì căn cứ theo cái quyết định số 3498. Diện tích đất là 56.136 m2 này, diện tích xây dựng khoảng 22.454 m2, tương đương với 40%. Diện tích đất cây xanh thương mại khoảng 30%, những hạ tầng khoảng 30% này, diện tích đất giao thông sân đường nội bộ bãi đậu xe khoảng 30%. Thì cái này thì sơ sơ thế, còn quý vị và các bạn muốn đọc kỹ cái quyết định này thì xem ở cái đường link phía dưới nha. Thì tổng vốn đầu tư của dự án là 2.028.450.553.507 đồng, không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư năm 2020. Địa điểm thì ở xã Phước An rồi. Thì có một cái mà tôi để ý nữa là cái tiến độ thực hiện dự án này. Tiến độ thực hiện dự án là không quá 30 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu. Tiến độ hoàn thành thủ tục đất đai, giao đất, đầu tư xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6 kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thi công xây dựng hoàn thành trong vòng 24 tháng tiếp theo, cụ thể
san nền này, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 13, có nghĩa là rất chi tiết. Đó. Thì thôi, cái này nó dài dòng lắm, thì quý vị và các bạn tìm đọc ở cái đường link phía dưới phần mô tả của cái video này. Đó. Đấy, đấy là cái về cái thông tin sơ bộ của dự án. Đây thì dự án nằm ở cái khu đất này, đây thì đây là cái đường 26m này, đây là đường 30m này, đây là cũng cái đường 30m này, này. Đó, đây là cái khu, đây là khu đất thương mại, còn đây khu chung cư này. Thì mới đây thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng lại có một cái nữa là Đồng Nai này, trên báo mới đưa tin này, Đồng Nai kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng. Thì theo tờ báo họ viết thì Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh mục dự án khu dân cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 hectare tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo đó là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh mục đầu tư tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai với mức tổng mức đầu tư 1.040 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.800 người. Đó. Cái đặt bài báo này là trên đăng ở trên báo mới đây. Và tôi cũng sẽ để ở cái đường link ở phía dưới phần mô tả của video này. Và tôi cũng đã có một cái bài viết trên website, tôi cũng sẽ để ở cái phần mô tả ở dưới phía dưới video này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ lại thông tin đến quý vị về cái dự án khu nhà ở xã hội thứ hai mà muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay là cái khu đất 2,1 hectare đây này. Đây. Cái khu đất này nó thuộc là khu lốc chung cư 3 của dự án của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Đây. Nằm trên trục đường Nguyễn Văn Cử. Đó. Thì đang mời thầu. Thì thực ra thì tôi cũng đã xem có một cái thông tin thì có một đơn vị xin đầu tư. Còn thủ tục mời thầu thì vẫn phải mời thầu thôi. Còn khi mà đơn vị xin đầu tư mà giá cả cạnh tranh thì sẽ được làm, mà nếu như có thể mà giá cả không cạnh tranh có thể cũng sẽ bị loại. Thì lúc đó lại khác, nhưng mà tối thiểu là cũng có đơn vị xin đầu tư rồi. Thì yên tâm là dự án này không bị ế. Đấy là vấn đề rất là tốt cho Nhân Trạch. À. Thì đó là thông tin mà hôm nay kênh Nhân Trạch 21 giờ muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn người đang ở Nhân Trạch hay ở đâu nếu mà có muốn tham dự cái buổi lễ khởi công ấy, thì theo dõi trên kênh hoặc là liên hệ với tôi để tôi cập nhật những thông tin xem là thời điểm nào sẽ tổ chức cái buổi lễ khởi công đó, để thông tin tin đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nắm được thông tin thì có thể đến tham dự cho nó đông vui sôi nổi, cho cái Nhân Trạch nó ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thì đấy, như cái thông tin này ấy, đưa lên ấy, tại sao mà cái thông tin mà nó rất là hay ở cái chỗ là khi theo tôi đánh giá nha, thì cái dự án khu nhà ở xã hội này đang có thể hấp thụ khoảng gần 6.000 dân, và bên đây thì tầm 3.000 dân, thì hai cái dự án này cũng có thể gần 10.000 dân sẽ về khu đô thị mới Phước An Long Thọ để sinh sống. Thì tôi cho rằng ấy, nó là một cái mồi nhử rất là tốt để nó kéo dân về cái khu đô thị mới Phước An Long Thọ này, để cho cái khu đô thị Phước An Long Thọ này khỏi bị cái tiếng xấu là khu thành phố ma. Thì tôi tin chắc rằng có cái kế hoạch đầu tư mới của Nhân Trạch theo cái kế hoạch 198 ấy, thì tới đây Nhân Trạch cũng chắc chắn là cũng sẽ đầu tư rất nhiều các hạng mục công trình công cộng và xã hội để người dân về đây sinh sống. Thì bây giờ tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi lượn một vòng ở cái khu đất và mà đang
được triển khai lắp ghép các nhà bạc đấy để chuẩn bị cho cái lễ khởi công, và sau đó sẽ xin mời quý vị và các bạn xem toàn cảnh cái khu vực này được chúng tôi dùng Playcam bay từ trên cao để quý vị hình dung ra được khu vực này tới đây sẽ phát triển như thế nào. Và quý vị có nhu cầu mua bán hoặc ký gửi đất nền khu đô thị mới Phước An Long Thọ gồm các dự án này như xây dựng Hà Nội này, HUD này, Thành Hưng này, Sunflower này, EcoSun này, và cái khu nhà phố của dự án DTA, nhà phố cả kể cả chung cư, thì cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn, hoặc là quý vị các bạn mua bán ký gửi cứ liên hệ với tôi, thì tôi cũng có một cái lượng khách tương đối dồi dào, có thể mua bán nhanh chóng trong ngày nếu như quý vị và các bạn cần bán nhanh. Thì đó là cái thông tin mà kênh Nhơn Trạch 21 giờ muốn gửi đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Đó, trước mắt quý vị là cái lô đất 5,61 hectare chuẩn bị để khởi công dự án nhà ở xã hội. Lô đất đã được san nền bằng phẳng rất đẹp đẽ và hạ tầng đường xá xung quanh rất là đẹp. Phải nói rằng cái dự án tái định cư Phước An Nhân Trạch là có cái hạ tầng cực kỳ là đẹp luôn. Ai về đây ở cũng thực sự là một cái điều tốt đẹp. Đường xá làm đẹp lắm, hạ tầng cực kỳ đẹp. Và trước mắt quý vị và các bạn này kìa, nó có mấy cái lều bạt đã dựng lên được 3-4 cái đấy. Thì cái quỹ đất này là quỹ đất sạch, chỉ việc triển khai nên là quy định của tỉnh là có trong vòng 30 tháng là phải triển khai xong cái dự án này, nên là cũng là hợp lý đấy thôi. Quỹ đất sạch san lấp bằng phẳng, giờ chỉ có việc triển khai thôi, không còn phải thấy gì nữa, nên là rất là ok. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn xem cái hình ảnh toàn cảnh khu vực này được chúng tôi quay Playcam nhìn từ trên cao, thì quý vị và hình dung ra được cái khu vực này tương lai nó sẽ như thế nào, có sáng ngời hay không.
Cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube Nhân Trạch 21 giờ của chúng tôi. Chúc bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn.